Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm hoa tai bạc trái tim. Hoa tai bạc trái tim với thiết kế vô cùng dễ thương, xinh xắn, phù hợp với những bạn gái yêu thích phong cách ngọt ngào. Những viên đá trắng nhỏ lấp lánh kết hợp cùng bạc 925 giúp cho đôi tai càng thêm tỏa sáng. Sản phẩm là món quà ý nghĩa để dành tặng phái đẹp trong dịp kỷ niệm. Hoa tai bạc trái tim, nhận giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.